người dân đi vệ sinh bên trong công trình nghệ thuật sắp đặt giữa phố đi bộ Hà Nội. Xung quanh phố đi bộ Hà Nội trưng bày bộ công trình nghệ thuật sắp đặt của nhóm tác giả nhà điêu khắc người điều khiển Mai Thu Dân, người điều khiển Nguyễn Ngọc Lâm và kiến trúc sư Đỗ Anh Tuấn, kỷ niệm 65 năm giải phóng thủ đô 10 tháng 10 năm 2019. Dự án bao gồm 6, lần lượt mang tên, Tháp, Nhiệt Điệu, Những Vô Cửa, Sophia, Qua và Tháng 10, lần lượt nằm trải dài dọc bờ biển Hoàng Kiếm, được nhóm tác giả thực hiện trong vòng 1 tháng, với sự nhập cuộc của 20 người. Trong số đó, công trình Tháp được kiến tạo trên vỉa hè bờ Đông Hồ Gươm, nằm bên cạnh Tháp Hòa Phong, hiện đang bị phá hoại nghiêm trọng. Tháp mô phỏng một ngọn tháp ngoài đời thực, có 6 tầng, gồm nhiều ô cửa màu sắc. Người dân và du khách có thể thưởng thức bằng cách đi sâu vào bên trong công trình, quan sát cảnh vật thông qua những lăng kính màu xanh dương, đỏ sẫm và tím. Trọn bộ 6 công trình nghệ thuật sắp đặt của nhóm tác giả. Thế nhưng, theo phản ánh, một số người dân đã tiểu tiện, thậm chí đại tiện, nôn mửa, gây mất vệ sinh bên trong nghệ thuật này. Phía bên ngoài còn hình thành dòng chữ nguyệt ngoạc, đây là mô hình trang trí, không phải nhà vệ sinh. Bên cạnh đó, nhóm tác giả cũng từng khuyến cáo không được leo trèo lên công trình. Theo ghi nhận của chúng tôi, tòa tháp phát ra mùi khai, xú uế, gây khó chịu, nhiều mảng nước tung tóe khắp bao quanh. Người dân và du khách chỉ mới bước vào bên trong đã vội chạy ùn ra ngoài vì mùi hôi thối và khó thở. Những ai di chuyển qua này đều buộc lòng phải bịt mũi, lướt qua thật nhanh, chỉ dám ngó nhìn trong giây lát. Chia sẻ với chúng tôi, anh Tuấn 27 tuổi, nói, mình cho con lên phố đi bộ chơi, thấy khối thích mắt nên mừng quýnh đi vào. Nhưng thực sự bốc lên mùi khai nước tiểu, mình vội bế con đi chỗ khác. Mình rất thay giọng khi một số người thiếu ý thức, phá hoại công cộng như thế này. Tác phẩm Tháp bốc mùi xú uế nặng nề nề. Người dân và du khách có thể đi lại bên trong công trình để có những thưởng thức về không gian. Những đầm nước tung tóe bên trong. Một dòng chữ xấu xí bên ngoài công trình. Chị Linh, 30 tuổi, tâm sự phố đi bộ là một địa điểm du lịch rất đông du khách cả trong lẫn ngoài nước. Hầu như bất kể ai cũng sẽ ghé qua biển Gươm khi tới Hà Nội, hành động thiếu văn hóa của một bộ phận, vô tình khiến hình ảnh thủ đô xấu đi trong mắt bằng hữu quốc tế. Hơn nữa, chị nhấn mạnh, bao quanh phố đi bộ rất ít nhà vệ sinh công cộng. Những lúc đi chơi bờ hồ nếu muốn tìm nhà vệ sinh mình cảm thấy khá bất tiện. Người dọn vệ sinh vẫn thu tiền dù rằng có biển ghi miễn phí. Nếu tăng thêm số lượng nhà vệ sinh công cộng thì chắc chắn sẽ tiện hơn và sẽ giảm sút được tình trạng tiểu bậy như trường hợp của công trình nghệ thuật nói trên, chị Linh bày tỏ. Công trình này bốc mùi nghiêm trọng, bất cứ ai di chuyển qua cũng đều nhăn mặt, bịt mũi. Chúng tôi đã rất tâm huyết nhưng bị đối đáp thật thậm tệ. Nhà điêu khắc Mai Thu Dân, giảng viên khoa điêu khắc, Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội, là một trong ba tác giả của bộ công trình nghệ thuật sắp đặt bao quanh phố đi bộ biển Gươm. Trao đổi với chúng tôi, chị nói vô cùng chán chường, thay giọng một cách khủng khiếp khi tiếp nhận thông tin công trình Tháp bị phá hoại. Tuần trước, tôi từng nghe nói về việc một trong số các công trình bị hư hỏng, nhưng không quá nghiêm trọng. Hôm qua, một người đam mê thủ báo với tôi Tháp bị một số người dân tiểu tiện bốc mùi hôi thối, tôi rất buồn. Chúng tôi đã đem công huân của mình để đáp ứng người dân và du khách, để mọi người đều được bình đẳng tiếp xúc với cái đẹp, cái hay của văn hóa. Nhưng sự ứng xử không đúng đắn với các công trình, khiến người làm nghề như chúng tôi thay giọng và chán nản, người điều khiển Mai Thu Dân chia sẻ. Trước đó, dự án nghệ thuật sắp đặt ánh sáng sổ đáp ứng dịp Tết Nguyên Đán 2019, do nhóm tác giả của người điều khiển Mai Thu Dân thực hiện, cũng từng hình thành tình trạng người dân leo trèo, gây hoảng loạn. Sau khi dự án hoàn thành, mọi người hưởng ứng rất tích cực với nét nghệ thuật sắp đặt kiểu mới mà có lẽ bất cứ ai cũng đều có sự tôn trọng nhất định. Thế nhưng, tôi không hiểu tại sao hiện nay lại thành ra như thế. Sự tùy tiện của một bộ phận trở nên vô nghĩa vụ với tập thể. Có thể họ bí, muốn đi vệ sinh, nhưng rõ rệt quanh biển có một số nhà vệ sinh công cộng. Chúng tôi đã rất tâm huyết nhưng bị đối đáp thật thậm tệ, chị Dân nói. Tháp mang đến thưởng thức thu hút với du khách, nhưng đã bị tàn phá bởi hành vi thiếu ý thức của một số người.
người điều khiển Mai Thu Dân thẳng thắn bày tỏ, nếu có lần này, thì chắc chắn hẳn sẽ có lần sau, và có thể xảy ra trên những công trình còn lại. Dự án mang ý nghĩa làm đẹp cho thị trấn, nhưng vô tình lại bị trở thành một ý nghĩa đó xấu. Có thể, Hà Nội sẽ dẹp đi, và không cho triển khai những dự án tương tự như thế nữa trong thời gian tới. Và như vậy, người sáng sủa tạo sẽ không có chỗ để trưng bày công trình, còn người dân và du khách không còn được thưởng thức những công trình nghệ thuật. Chúng tôi đã phải mất rất nhiều thời gian thuyết phục, chứng tỏ để thị trấn hiểu được, nghệ thuật đưa ra công chúng thực sự có ích. Nếu như không có sự bậy bạ này, thì dự án có lẽ sẽ được tấn công lạnh lẽo rất tốt. Hành động thiếu ý thức của một bộ phận khiến chúng tôi phải suy nghĩ lại và chần chờ trong những dự án nghệ thuật đáp ứng tập thể tiếp theo. Theo chia sẻ của người điều khiển Mai Thu Dân, 6 công trình sau khi hoàn thiện đã được bàn giao cho ban quản lý của thị trấn những người chịu nghĩa vụ trong việc bảo vệ và gìn giữ. Nhóm tác giả không có quyền can thiệp hay tiến hành làm vệ sinh thác nói riêng và các công trình còn lại nói chung.